Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và con cô bác. Hôm nay Tâm với cha Tâm lên vườn xưa của bác để thăm mấy cây xưa bự. Đây. Đó, những cây xưa như mọi người thấy rất là bự. Đó. Qua năm nữa đứng lên hết mới đẹp, vườn xưa đẹp. Năm đứng cây như cái tay của anh nữa, đứng đều hết rồi, hôn đẹp. Để bớt nè. Qua năm nữa Tâm sẽ quay cho mọi người xem. Đâu, cho đo coi. Được chưa? Được không? Đó. 20, hơn 20. Làm đi tiếp nha. Ở đây nhiều lắm mọi người, lúc trước có quay rồi nhưng mà hôm nay quay nữa cái thấy nó bự hay kìa, trời mọi người thấy không? Đó. Thôi nó bự nè. Bỏ nhiều đó mọi người, đó mọi người không biết chịch luôn đó. Đó, mọi người thấy không, mấy cây này trồng trong chậu nè, nó bự chà bá lửa luôn, nhìn quá tí bự. Một vườn ngoài kia nữa kìa, xíu nữa dắt mọi người ngoài kia nữa để quay clip phim gì cho mọi người xem, cho mọi người thấy mê, để mọi người đặt mọi người mua. Nhiều khi đi quay mấy cái giống không, mọi người không biết mấy cái vườn bự trồng như thế nào thì mấy Tâm lên bác Tâm Tâm quay cho mọi người xem mấy vườn bự. Đó, như mấy này nè, đó mấy cây bự nè. Rất là bự. Đó, bự lắm, chạy đo cho người xem nè. Thấy chưa? Nắm tay đâm nắm không hết luôn. Gốc này bự dữ hả? Đây nè. Đó. Bị chán luôn, nó cứng rồi, nó tự nó đứng được rồi, nó gốc lên, lúc đầu thì nó còn ngã ngã chứ khi mà nó giống đứng nó bự rồi thì nó tự nó đứng được rồi. Đố chung cái cây này cái gì chứ không có không đâu hả? Không có cái gì gì đó, cứ coi chứ không chết. Trời. Đó là lá ngọn nè. Đây là đứt nè. Hai nấm, hai nấm nữa. Tết này nữa. Không gì tới tháng 4 năm tới nữa là 3 năm. Sông Vàm Cỏ Tây. Nó sao mà mua cái tay người thấy lục bình nhiều không? Khó tí lục bình. Đó, cây bự không? Nhiều khi quay nguyên cái vườn này Tâm đi một hồi Tâm nói là không hết luôn, tại vì nhiều quá, nhiều quá trời. Bên bản là đây một bờ, bên bờ, còn cái bờ kia bên ta trồng nữa. Nhiều lắm. Đó. Mình thấy gốc mấy gốc đã không? Nghĩa đây gì mới luôn hả? Đây là ông Tung là quý khán giả. Thường thường mọi người mua là hay gọi hỏi hỏi ông Tung là có phải ông Tâm không? Ai nhờ gọi chú ông Tung là cha của Tâm chứ Tâm bậy không, mà còn thường thường mọi người gọi ngay cha Tâm không à. Đây, nói tầm
Đó. Mình sẽ đi qua bên bờ kia, tại bờ kia mấy cây bự lắm. Rồi. Đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một bờ xưa. Đây nè, đầu tiên thì mình sẽ thấy một cái cây nó bự. Đã đứng vô cho, đứng vô đây, cho đứng vô đây. Nè. À. Đó, mọi thấy không? Cấp kỳ, mau lớn cấp kỳ. Nó bự chạy bánh lửa, nói chung là cái tay em nắm nè, không hết đâu. Đó, còn đây là vườn xưa nè. Vườn xưa rất là bự nè. Mọi người thấy không? Quá tí. Chứ khi mà tao quay một cái clip vườn xưa bự bự thì quý khán giả đăng lên thì view rất là nhiều, kinh khủng. Đó. Mó gốc bự cái đứng là cái gì? Ủa thấy đã chưa? Quay gì mà quý khán giả, quý khán giả coi, khán giả mới mê. Mấy cây giống thì người ít không biết trồng đâu, bự bự mấy năm sau ra thế nào. À, đây là một cái vườn của chúng ta. Đó, nhiều chưa, mọi người thấy nhiều chưa? Quá trí thấy không? Đây nè. Đó. Coi đã luôn. Ngon lành thấy không? Lúc trước lên nó còn nhỏ nhỏ, nay lên bự chà bá lửa. Cô bảnh luôn. Đó, bên kia có một cái nhà người ta cũng trồng nữa kìa mọi người. Đó, bên đó cũng có cái nhà nữa. Nhà nó tầm bảnh á, cao lắm. Quá trớn luôn nè. Đó, nhiều khán giả, vì khán giả mê coi mê, mọi người muốn trồng thì cứ liên hệ với cha Nam, Nam sẽ bán cái giống cho mọi người. Bự chưa? Đó. Đây nè. Đây là qua nhà người ta nha mọi người. Hở mà đi được. Nay mọc cây cỏ quá tí. Đó. Mình có nhớ mấy cây này không? Hôm trước mình có quay cho mọi người xem rồi á. Cái clip đó là view cũng nhiều lắm. Cái này quay nữa, quá trời, quay lại quá trời luôn. Đây nè, đó mọi người thấy không? Cây này giờ bự chà bá lửa luôn rồi. Đó. Còn nhóc bên kia cũng có nữa mà tại tao quay không hết, nhiều quá quay không hết. Quá tí. Đó, thấy nhiều chưa? Lâu lâu tâm sẽ lên đây, tâm sẽ quay lại cho mọi người xem để theo dõi cái vườn này cho nó bự cho mọi người xem. Nó bự cho bá lửa luôn nè. Lâu lâu cái lên quay cái khi mọi người mỗi đợt quay cái mọi người sẽ thấy nó khác biệt ra như thế nào, nó bự thế nào. Đó. Múc dưới đây lần nè. Đó mọi người thấy không? Đó, rễ nó kìa, để qua đây có cái cây nó rễ nó bự chà bá lửa luôn. Nè, rễ nó muốn đất nó bự. Đó. Đây rễ nó đây. Mọi người thấy không? Rễ nó bám xuống đất hay ghê chưa? Đó. Mọi người nhìn lại cái vườn quá tí, rộng thênh thang, mấy trăm cây nè, gốc nó bự nè. Nè đó, cho mọi người xem nè, gốc bự ghê không đó. Nhìn đã luôn, vì ai mà không mê không, cây cao ghê không. Rồi sáng dữ vậy.
Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mà mọi người muốn trồng cái cây này thì mọi người cứ liên hệ với cho Tâm để Tâm có thể tư vấn cho mọi người, có thể kết bạn Zalo với lại là có thể là gọi liên hệ để mọi người trồng cây này. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.